Ơi sao, ơi sao sao nó thấy tụi nó chạy? Ấy à? Nani? Omae wa mou shinde iru. Dậy múa đi, sao lại không múa? Dậy múa đi chứ. Múa đi, sao lại không múa? Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tùng MG. Chúng ta đến với phần chơi Our Survival Evolved Valor Vagaro tập thứ 2. Thì tại vì ở tập trước mình đã thêm được Shrine và thêm được một em Bate. Nhưng mà con trai mình vô tình đụng phải với mấy anh Tego và Rondo cho nên là bây giờ nó toan rồi. À, và bây giờ mình có con chim rồi. Thì sau sau khoảng chừng 30 phút mình vòng vòng cái map này thì đây là cái chỗ mà mình dự định sẽ xây nhà sắp tới. À, tại vì cái view này á nằm giữa trung tâm mà nó lại gần gần biển nữa cho nên là chúng ta mình thấy view này đẹp cho nên là mình sẽ quyết định đóng đô ở đây luôn. Thì nói về cái tốc độ mà ra video của mình á thì tại vì gần đây á mình kiểu như mình sẽ đã lập cho cái season này là một cái season mà quay video mà kiểu như edit vậy anh em, cắt ngắn lại và cho nó funny hoặc là fail bố mình một tí chứ không phải là quay luôn tuồng được, cho nên là cái tốc độ ra video của mình có thể là 2 ngày một clip, hay là nếu mà anh em thấy chưa đủ thì tôi sẽ nâng lên 4 ngày một clip cũng được, gấp đôi lên. Đại khái là như thế. Thì cho nên là ra video hơi chậm, anh em thông cảm nha. Ok, quay lại cái vấn đề chính ngày hôm nay. Thì trước tiên thì tôi nghĩ là tôi cần tem cái con Tego này nè. Tại sao tôi tem nó thì khi mà tôi tem xong tôi sẽ cho anh em biết công dụng của nó như thế nào ha. Ok. Thì bây giờ tôi cần một cái Bola và một số cây cung. Ừ. Thì mấy cái cây cung này á là vô tình đợt trước là kiểu như là sao ta, cái mod này rất là hay anh em. Cái mod này đúng dành cho dân làm biến luôn á. Khi mà anh em mà vào cái chỗ mà kiểu như có nhiều con thú mà nguy hiểm á thì tụi nó cắn lộn với nhau, mình đứng mình coi thôi, mình cũng có được rất là nhiều item. Ví dụ như là giáp sắt nè, Vital, nice. Mấy cái viên kim cương nè, Dino DNA, Dino Head nè, nói chung là đủ thứ nè. Nó được tích hợp sẵn luôn. Cho nên là chúng ta không cần phải farm nhiều, chúng ta chỉ cần coi chúng nó đánh nhau thôi là chúng nó rớt đồ rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ spam con Tego này bằng cách là quăng Bola cho nó. Và hiện tại á tôi chưa có biết được cái số turbo của cái Bola cũng như là cái số turbo của mấy cây cung này như thế nào, mà anh em nói á là cái Bola này á là nó có hiệu ứng turbo luôn. Cho nên là tôi sẽ thử tem con này như thế nào nha. Con này 49.450 cấp. Cũng khá là này nọ đấy. Dứt. Tôi nghĩ là được. Tại vì tôi cái Bola này nó xài vĩnh viễn luôn anh em, xài mà xài không mất luôn. Cho nên là chúng ta cứ thể mà nó đánh mình là mình quay lại liền. Ok. Ủa nó đứng hơi bị lâu quá anh em, nó đứng hơi bị lâu quá nè, thấy không? Ghê thiệt, cái Bola này chất lượng dữ nè. Ồ nó hết Bola, nó hết Bola. Ô nó chạy kìa. Are you running? Why are you running? Chạy với chúng Why tôi. Are you running? Khi nào mà mình có cái spy lab á, mình nhìn cho rõ được là cái số turbo mình bao nhiêu. Hiện tại thì mình chưa có farm. Trước tiên là mình bắt con Tego này là
một cái bước ngoặt kinh khủng lắm. Con Tiro này rất là hay. Tôi sẽ cho anh em xem được cái nó hay ở chỗ nào sau khi tôi tem xong. Ây da chà, con này có vẻ như là cao đấy. Ôi. A few moments later. À, thì đây là con Stego. Mà con Stego này anh em thấy cái tên nó rất là bình thường đúng không? Chúng ta sẽ nghĩ nó là một con Stego gốc của game ARK thôi, chứ không phải là trong mod Eternal. Nhưng mà hồi nãy tôi mới lấy cái DNA của nó qua, có nghĩa là con này cũng như là tích hợp ở trong cái mod Eternal rồi. Thì nó có một cái điểm gì đó nó khác biệt so với con thường. Thì đây thì tôi sẽ cho nó ăn một cái loại trái cây. Một loại trái cây có tên là Eternal Berry. Eternal Berry thì nó nằm ở trong món Eternal luôn. Và nó rất là chất lượng. Mà để lấy được cái Eternal Berry á, thì chúng ta cần phải làm một cái liềm hái của Eternal luôn. À, và thay vì á, tại vì tôi có nghiên cứu là cái loại đó là nó sẽ lấy từ những cái cây này ra, thì tôi ngồi tôi bóc vậy hoài nè, tôi tưởng nó hiếm lắm, tôi ngồi tôi bóc hoài, ai ngờ là nó không ra. Khi mà chúng ta lấy một cái công cụ của Eternal, chúng ta lọc nó một cái thì nó sẽ ra rất là nhiều. Và cái trái này thì giúp cho chúng ta tem mấy con mà ăn cỏ của Eternal nó nhanh lắm. Bỏ vào tem mắt nhanh luôn. Trong khi đó thì tôi sẽ trước tiên chắc tôi làm một cái nhà trước ha. Tại vì tôi tự nhiên tôi đang rảo ở trên map, ở trên cái workshop mod á, tôi có thấy một cái mod rất là hay dành cho người làm biến nữa, có tên là Remake. Này á, chúng ta nó kiểu như là mình sẽ xây ra một cái, mình sẽ ráp một cái đồ, cái đồ nó sẽ bon ra cái nhà sẵn cho mình luôn. Nhưng mà cái nhà nó hơi xấu. Tạm thời tôi sẽ xây một cái nhà tạm bợ, chẳng hạn như một cái chòi vịt để tôi ở trước đi, rồi sau này tôi sẽ xây cái pay ở đây, cái tổng hành dinh ở đây, và sẽ dùng một cái mod khác nữa. Đầu tiên là sẽ làm cái này. Đây. À không. Có starter house là chắc tôi đã ráp bên đây luôn hả? À ráp bên đây luôn. Ngon được. Khỏi cần phải vô cái workbench. Như vậy là chúng ta đã có một cái nhà trong vòng 1 phút 30 giây luôn. Đỉnh của đảng, ghê. Tôi để đây ha. Tôi để xích qua đây một tí, tại vì sắp tới tôi sẽ xây nhà ở đó. Tôi cần nhiều trang bị lắm. Anh em thấy là, anh em hỏi là tại sao, có rất nhiều anh em hỏi tại sao là anh không xây cái pay ở trong đó luôn. Tôi có thử, tôi xài cái mod này rồi. Tôi đặt cái pay ra, khi mà chúng ta vào cái nhà thì nó cái kiểu như là nó rất là lắc. Tôi bị văng ra khỏi nhà hoài luôn á. Cho nên là chúng ta sẽ tự xây đi. Tự xây là chắc cứu nhất. Nhà nhìn cũng được ha anh em. Mà vô nhà thì nó lắc lắm. Ý là cái nhà này nhà nhỏ đó. Còn cái pay nó lớn lên thì nó sẽ lắc. Để đây, ấm im liền. Bỏ vào một tí gỗ và thịt. Tiếp theo tôi sẽ học một cái đồ cưỡi cho con Stego. Cementin học luôn. Sau đó lấy một miếng thịt đùi. XP nè. Nhắc tới XP mới nhớ. Sao ta? Hôm bữa tôi có hỏi anh em về cái Eternal level up counter nè. Có nghĩa là anh em tôi có đọc comment của anh em giải thích là khi mà mình nâng điểm lên quá con số 255 chỉ số á thì nó sẽ bị reset. Thì thứ nhất là tôi hiểu cái vấn đề là khi mà mình tem một con thú quá khủng như thế này đi ha, thì những cái chỉ số của con thú này nó sẽ bị what the fuck. Ủa thiếu kìa, thiếu ngồi kìa. Chờ tôi một tí. Ủa tôi nhớ tôi bỏ nhiều lắm luôn á. Nó ăn gì nhanh dữ rồi ta. Ok. Thì quay lại vấn đề level. Có nghĩa là khi mà mình tem một con số, một cái con khủng long mà chỉ số nó quá khủng như thế này, thì trong lúc mà mình tem xong á, mình có thể sử dụng nó. Nhưng mà sau khi mình thoát game ra thì nó sẽ bị reset. Tôi hiểu vấn đề đó, thì những cái season trước tôi chơi rất là nhiều lần, nó bị reset rồi.
vấn đề đó nó không có vấn đề gì với tôi cả. Nhưng mà cái công dụng của cái Eternal, cái level up này là cái gì đó thì tôi không có rõ. Nó giúp cho là không bị reset hay là sao? Tại vì tôi có làm đây, tôi sẽ bỏ vào da vào tôi làm cho anh em xem. Đó. Ok ha. Ok. Bây giờ tôi ráp xong rồi ha. Và bây giờ tôi xài cũng không được nè. Tôi xài cũng không được. Mà tôi bỏ vào con chim như thế này á. Con chim này đang hiện tại đang là 15.057 cáp đêm, tôi bỏ vào đây tôi tôi xài cũng không được luôn. Đó. Và có nhiều anh em nói là nó lên cấp nhanh á, thì tôi chả thấy nó lên cấp nhanh miếng nào hết. Tôi bỏ qua nè, anh em xem tốc độ gì. Tốc độ lên cấp nó cũng không nhanh mấy. Hay tôi bỏ vào thì nó cũng vậy thôi. Thì con chim này chính thức là nó bị reset điểm này rồi. Đó, tôi bây giờ tôi vẫn không hiểu công dụng của đó như thế nào. Anh em cứ comment bên dưới cho tôi nha. Ok, xong và bây giờ thì chúng ta sẽ vào và trang bị đồ cưỡi cho nó. Ủa tôi nhớ tôi ráp rồi mà ta. Đó, tôi bỏ quên nè. Ok, đi qua đây. Và bây giờ tôi sẽ cho anh em thấy công dụng cực kỳ hữu ích của con Stego này là cái gì. Mặc giáp luôn đi. Đây. Thay vì anh em biết là con Stego này á, nó lấy berry thì phải nói là đỉnh của đảng rồi đúng không? Đây. À, không nói ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần rất là ngạc nhiên của mình luôn. Đó là như thế này, đây là cục đá. Ui vãi cái lồn này, nó lấy đá được luôn kìa. Má xạo chưa, ôi nó lấy xi măng tin luôn cả. What the fuck. Tính ra cái này nó hơi bị xạo à. Má nhiều khi tôi chơi vậy nó mất cân bằng quá anh em. Tôi chơi vậy nó mất cân bằng vậy chứ. Lấy metal nè, tôi lấy element nè, tôi lấy đủ thứ. Rồi tôi lấy silicate. Cái silicate này tôi có lên lên tìm hiểu silicate này thì cái công dụng ở trong game của nó ngang ngửa. Nó không phải nó ngang ngửa mà nó có công dụng giống như là silica vậy đó. Cho nên là nó được thay thế bởi silica luôn. Hồi nó lấy gem nè, trời đủ thứ kiểu trên đời hầm bà lặng hết trơn. Quá trời quá đất luôn. Dinoplo ở đâu ra nữa nè, tùm lum hết trơn nè. Blackbird nữa, phải cái đáy. Nói chung là nhiều lắm anh em, quá nhiều luôn. Ok. À, thì tôi biết là sau khi nâng điểm thì nó bị sẽ bị reset. Thử tôi ráp lên coi. Tôi ráp ha, cái tôi bỏ vô đây. À, custom mod này là cái gì nè, anh em nghiên cứu với tôi nha. Bây giờ tôi bấm vô cái nè. 74180 ha. À. Rồi sao nữa? Rồi tôi nâng điểm lên là tôi thoát game ra, nó có bị reset không? Tôi để y nguyên vậy đi, thử cái tập sau nó như thế nào ha. Cái gì tôi sẽ đối chiếu lại. Rồi anh em thấy không, quá trời quá đất luôn. Quá trời quá đất đồ luôn. Đó là lý do mà tôi tem con Stego này ngay lập tức luôn. Việc tiếp theo của tôi á là sau khi có con Stego này rồi á, tôi xây nhà. Mình có để đường link về các series game ARK, fanpage và Facebook cá nhân bên dưới phần mô tả. Các bạn có thể truy cập vào và nhấn like để theo dõi các thông tin mới nhất từ Tùng MG nhé. Tôi xây một cái tổng hành dinh chính đi. Cái nhà mà tôi tính xây nó có tên cái mod là Avira, chính xác là Aviary. Đây. Thì để làm được cái này á, nó giống như cái season mà anh em nhớ, mà tôi còn nhớ rất là rõ cái season đó, là cái season mà tâm đắc nhất của tôi, đó là season 3 ở bên Kame Game, có tên là tôi chơi cái map Volcano, và tôi xây nhà bởi cái mod này, và tôi chơi cái mod chủ đạo là Comet Align, mà bây giờ nó là thành Eternal á, hiểu không? Dành cho bạn nào mà chưa biết á, là Eternal nó ăn cắp ý tưởng của Comet Align. Một sự thật nó phủ phàng là vậy á. Cho nên Comet Align nó thấy bất công quá, nó nghĩ luôn. Rital đây nè, như vậy là được rồi. Ok, không sao. Ui, cái bàn này bự vậy. Wow.
Ôi này giống, này đúng cái kiểu cách ly xã hội luôn á. có cái dòng ở dưới à. Bây giờ sao nè? À bây giờ trong đây nó có công thức nè anh em. Trong đây nó có công thức gì nè? À khó hiểu quá nè. 100 thác nè. Bây giờ tôi bỏ 100 thác vô đây. Rồi sao nữa? You need gas to run, có nghĩa là bỏ ga vô. À ok, bỏ ga vô đúng không? Thì con này có lấy dầu được không? Thôi, thôi thì chắc chắn là không có lấy được đúng không? Thì bây giờ tôi cần dầu để chạy được cái máy này. Thì cái công thức của nó là bút bên cái anh thấy, anh em thấy dấu bằng ở giữa không? Có nghĩa là bên trái của nó là cái những cái vật liệu của riêng cái mod nó, còn bên phải này là những cái vật liệu làm ra được cái vật liệu riêng của nó. 100 thác tạo ra booster nè, 100 gỗ tạo ra plumber nè. Ok thì bây giờ tôi cần một cái máy dầu để chạy. Tôi không biết là ở dưới đây có dầu hay không, tại vì tôi chưa bước xuống biển lần nào, tôi không biết. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ giết những cái con mà Sam Sam á anh em. Giết những cái... À không, 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 không. Tôi nhớ rồi, tôi sẽ đi lại đây. Tôi nhớ rồi, bên đây có dầu. Tôi có tham khảo địa hình ở dưới đây rồi. Oh, what the fuck, cái gì vậy? Oh, what the fuck. Ôi, ôi, cái con gì kìa. Ôi. What the fuck, cái con gì đánh mình kìa. Tôi nghi là con đó anh em ơi, chứ trên đây không lẽ là con Ronto đánh tôi, đâu phải. Con Ronto tôi đâu có chọc gì nó đâu. Oh holy shit, nó chửi ra gì đó. Ui ghê vãi. Thực ra là cái con đó tôi biết, cái con đó nó nằm ở trong cái trong cái season, cái DLC Extinction or Genesis. Genesis mà tại vì tôi thấy lần đầu tiên tôi thấy ở ngoài này luôn nha. Tại vì tôi thấy nó ở trên cái trailer thôi. Đây đây đây, đây có dầu rồi, có dầu rồi, có dầu rồi. Không, tôi nghĩ là phải có dầu thôi. Hai trăm mấy cũng đủ rồi anh em. Nhưng mà không biết sau này nó có xài gì nhiều nữa hay không, nhưng mà tôi nghĩ là lấy thêm đi. Ồ, ngoài đây không có. Ôi, tính ra tôi lựa đúng chỗ luôn á. A few moments later. Nói mà 2500 chờ cũng lâu à. Chờ cũng khá lâu á chứ. Ok, bỏ vào đây. Turn on. Để coi nó có biến 100 thác của mình thành booster gì không. Đây, đây, đây ha. Ok, đủ rồi ha. Được, được, ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào xem coi chúng ta cần phải có những vật liệu gì, cần phải làm cái gì. Đầu tiên chúng ta cần một cái potion. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị nguyên vật liệu. Bát xi măng, có nghĩa là hai bao xi măng. Hai xô hồ hay gì đó. Và 17, ủa 5 cái xô hồ và 17 cái Tigus là cái hình như là cái gan thì phải. Cái xô hồ. Ok, tôi tập trung hết sức lực để tôi có được 2500 metal ingot trước đã. 2500 metal ingot tôi làm một cái lò nung chính hiệu của Eternal luôn cho nó nhanh. À, đây đây lò nung này nè. À, cần tập trung, còn những thứ kia là tôi đủ rồi. Những thứ kia như cementin hay là rifle hay là tôi đủ rồi. Thôi thì tôi đi lấy thêm. Và bây giờ thì tôi sẽ đi lấy thêm. Và chờ cho cái tôi đủ 2500 metal ingot luôn rồi tôi bật luôn cái lò nung. Là bao đẹp luôn, bao chuẩn luôn. Ok, mình đã đi lấy oi về. Và trong lúc đi lấy oi thì
trong lúc thi hành nhiệm vụ, anh chim bà tê của mình đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc, mình sẽ đành phải bỏ cổ chạy lấy người. Mình nó bị một cái con rex ở không phải là một con chó sói, nó nằm ở khúc dưới á, bị cắn tê liệt luôn và đứng đó chịu trận luôn. Thì mình đã lấy được 800 oi, tạm thời mình không có xài tới, mình bỏ vào đây. Và trong lúc đi thì mình nói chung là đã có suy nghĩ tới cái việc mà mình làm cái spy lab, cái eternal spy lab. Bây giờ mình đủ đồ rồi, thiếu Simon Tin 2 và Metal đó thôi. Và bây giờ mình sẽ lấy Metal cái đã. Sau đó thì mình lấy Simon Tin. Simon Tin bên đây. Ok. Và 2 hình như là mình không có ta, đúng không? Mình không có 2, hết 2 rồi. Ôi hết 2 luôn. Không đủ làm. Thiếu, ôi thiếu có 3-2 à. Đành phải đi giết một con nào đó thôi. Thôi. Mình nghĩ mình sẽ đâm đăng vô này ta. Con này level như là 98.000. Rồi. Quá tuyệt vời. Hay hết. Rồi và bây giờ chúng ta có một cái bylass rồi, mình sẽ thêm một con chim mới. Oh, what the fuck. Ôi, đi các mày. Đi à. Ôi, đi à. Ok, và thêm một chim mới. Bây giờ mình có thông tin rồi nha. Và sẵn đó mình làm một cái lồng mát luôn, tại vì mình kiểm kê tài sản của mình á. Ở trong cái lồng mình có thấy 17 viên đạn đắt nè. Bây giờ mình làm miếng xài cung quá rồi. Xài đạn thì chúng ta cần phải có sờ mai. Để ráp cái lồng mát. Sờ mai, mai ở đó đi. Thiếu gì vậy? Thiếu bút hả? Sao cái này nó không tự phun vô ta? Giỡn. Ok, sờ mai đây. Chắc là mình để nó ngoài đây đi. Ok, và lồng mát. Lồng mát phun đồ vô. Thiếu gì vậy? Hai hút. Metal. Lại lấy một mớ metal nữa rồi. Chắc là đủ rồi đấy. Boost và 2. Cho nên là thôi, thấy nó cứ chạy. Ok, nó kìa, mới thấy. Đây. Ok, 18 triệu hả? Cái viên đạn mình nhiêu hả? 130 mấy hả? Tôi phải canh quăng bô la của nó mới được. Tại vì sợ nó bay đi mất, giống như hồi nãy nó hư luôn. Ơi. Ôi anh em xạo rồi, đâu phải cái nào cũng trúng đâu. Vãi cái đấy. Ôi để xảy con rồi. Ôi vãi cái đấy. Thề luôn, hồi nãy tôi mới uống nước, giờ nó khát nước nữa rồi. Chắc tôi phải sử dụng cái chiêu là tem một cái con dễ tem hơn con chim đi anh em. Tại vì trong nó tới mười mấy triệu lận, cho nên là không thể nào mà trong một cái khoảng thời gian trối của Bola mà tôi có thể bắn nó xẻo được. Nó rất là khó. Chắc là tôi tem con. Ồ, chào em. Anh đứng ở đây từ chiều. Oh shit. Oh my god! Wow! 1 tỷ. Phải cái lồn á, 1 tỷ. 1 tỷ turbo. 185.000. 187.910 cấp. Trời ơi. Ui, nó đang quýnh con gì kìa. Nó đang quýnh con bờ te kìa. Ui, phải cái đấy. quái vật, quái thú sáu đầu vú. Nó kìa. Ôi sao nó thấy tôi nó chạy.
Nani? Omae wa mou shindeiru. Dậy múa đi! Sao lại không múa? Dậy múa đi chứ! Múa đi! Sao lại không múa? Ok ok, tôi lấy lại đồ cái đã. À, thề luôn, tôi đéo ngờ là nó có chiêu phóng điện luôn á. Thề. Con Ankylo này đi về mày. Đi về. Mấy con này thì thường quá rồi. Nó bên kia kìa anh em. Bây giờ tôi phải đi vòng ở bên đây. Ui what the fuck, cái gì vậy? Cái gì mà đánh nhau vậy? Holy shit. Holy shit. Ủa sao nó đi lên đây được vậy? Ôi nó quậy cái nhà tôi rồi. Khó ta. Thôi kệ kệ nó đi, bỏ hết. Tôi đem con được con chim mà tôi đem được nó à. Có con chim là được hết. Rồi. Ok, xong. Lần này mày thoát đi con. Thoát hộ. Bay đi đâu? Hả? Thoát hộ. Ôi con này tới 18 kẹo lần hả? Con này tới 18 kẹo lần anh em ơi, 18 kẹo sao mà tem được nó? Ôi bắn nãy giờ mới có 800 mấy ngàn, không được. Tạm thời mình sẽ đóng nó ở đây nè. Mình để nó ở đây. Nó không bay đi đâu được đâu, hứa luôn. Ok, chừng nào mình có đạn nhiều mình quay lại. Ok, khỏe rồi đó. Xong rồi đó, khỏe rồi. Quay trở lại với con Daywood của mình coi. Ồ nó đang quýnh lộn với con Stego của mình kìa. Nó đang quýnh lộn với con Stego kìa. Ôi con Stego gần chết luôn. Ủa con ui con Daywood chết luôn. Hay. Giỏi. Được. Không sao. Con mấy con này tôi kiếm được. Mấy con này tôi kiếm được cái màu à. Giỏi. Việc bây giờ của mình cần làm đó là làm viên đạn đắt. Viên đạn đắt Eternal Alpha gì tùm lum hết trơn nè. Viên đạn đắt này nó dễ làm nhưng mà cũng khó làm. Ok, tạm thời mình sẽ kết thúc video này tại đây. Tập sau thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ chuẩn bị đầy đủ súng ống hơn để có thể bắt cái con bờ te ở bên con chim bên kia. Tại vì bây giờ mình hiện tại mình nhốt nó vô lồng rồi cho nên là khỏe lắm, muốn bắt khi nào mà không được. Thì tập này thì mình đã chuẩn bị được, nói chung là sơ đồ, kiểu như là chuẩn bị sơ về ngôi nhà sắp tới mà mình sắp làm rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này và đừng quên để lại like và comment cho mình nha. Anh em nhớ subscribe và ủng hộ mình để cho mình đạt 10.000 subscriber trong thời gian sớm nhất nha anh em. Ok, bye bye anh em.